مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في مباراة لم تخلو من العنف، فاز المنتخب المغربي الرديف للفوتسال على المنتخب الإيراني الأول بخمسة أهداف مقابل أربعة، جرت اليوم برسم دوري دولي من تنظيم الاتحاد الفيتنامي. وأظهر لاعبو المنتخب الإيراني عدوانيتهم تجاه لاعبي المنتخب الوطني، حيث لم يتقبلوا الخسارة، ولولا تدخل الحكم والمنظمين لتطورت الأمور إلى ما لا يحمد عقبها. وتفاعلت الجماهير التي حضرت لمتابعة المباراة مع اللقطات الرائعة التي قدمها لاعبو المنتخب المغربي. وسجل أهداف المنتخب المغربي كل من معاد سنة وعبد الله المتقي وإيهاب الشرادي ومحمد بلوح الزيراري ورائد بوترابا. وسيواجه المنتخب الوطني الرديف في مباراة ثانية منتخب فيتنام منظم الدورية يوم 30 مارس الجارية. وفي المباراة الثالثة سينزل منتخب نيوزيلندا يوم 31 من ذات الشهر. Những phút thi đấu cực kỳ căng thẳng. Asuka vẫn là các cầu thủ bên phía Iran. Asuka đang chờ đợi cơ hội để dứt điểm. Karimi bóng đi hết đường biên và còn 34 giây nữa dành cho các cầu thủ Iran. Asuka cơ hội dành cho cầu thủ Iran. Vẫn chưa có quá nhiều khoảng trống dành cho Iran vào lúc này. Karimi không thể chạm chân vào bóng. Bóng vào. Rất đáng tiếc dành cho thủ thành của Maroc cho tình huống phát bóng vừa rồi. Bóng chỉ cần đi nhẹ hơn một chút mà thôi thì đã có thêm bàn thắng dành cho Maroc. 20 giây cuối cùng. 20 giây cần có những sự toan tính của huấn luyện viên Vahid Samsayi. 20 giây dành cho những nỗ lực của đội tuyển Iran. 20 giây dành cho khả năng phòng ngự của Maroc. Đã có lỗi của các cầu thủ Iran. Tinh thần của Maroc vẫn đang là sắp. Họ quyết tâm theo đến cùng ở trong từng đường bóng. Và bây giờ thì Maroc rõ ràng không cần phải triển khai tấn công một cách ở cường độ cao nữa rồi. 10 giây cuối cùng. 10 giây cho những hy vọng của đội tuyển Iran. Cơ hội dứt điểm. Không vào. Trận đấu là thế. Chiến thắng dành cho đội tuyển Maroc. Và những xô xát đang diễn ra ở trên sân. Đây chỉ giải đấu giao hữu mà thôi, nhưng tính chất của nó, những gì diễn ra lại giống như là một trận đấu ở vòng chung kết World Cup vậy. Không thể tin được với những gì đã diễn ra tại nhà điều lệnh Bích Tăng ngày hôm nay. Và Maroc là đội đã giành được chiến thắng cuối cùng với tỷ số 5-4. Đang có những diễn biến cực kỳ căng thẳng tại nhà điều lệnh Bích Tăng. Và đây là điều mà chúng ta rất ít khi được theo dõi những trận đấu giao hữu như thế này. Một chiến thắng tuyệt vời, một chiến thắng quyết cảm dành cho đội tuyển Maroc. Các cầu thủ của Maroc đang ăn mừng cùng huấn luyện viên Adisaye của mình. Chiến thắng thứ hai liên tiếp trong vòng 2 năm của đội tuyển Maroc trước đội tuyển Iran, ông vua của bóng đá Futsal châu Á. Và một trận đấu cực kỳ rất mở màn cho giải Futsal giới quốc tế 2024. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi trong khoảng một tiếng trước khi trở lại với những diễn biến của trận đấu ra quân của đội tuyển. نشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.